Thái Võ xin kính chào quý vị và các bạn. Câu chuyện ngày hôm nay mà Thái Võ muốn chia sẻ cho quý vị được nghe, ở đây thì nó sẽ có liên quan đến chuyện là người Việt Nam của chúng ta ở nước ngoài. Có một số người trước đó thì họ cũng đã từng đưa ra cái quyết định là họ hồi hương, họ quay trở lại Việt Nam sinh sống. Tuy nhiên thì cái sự thật nó hoàn toàn không như họ mong đợi. Sau đó thì bắt đầu có những cái bi kịch này bi kịch kia, tự nhiên là nó xảy ra và khiến cho những người đó. Và trong cái câu chuyện này là cô Việt Kiều này thì cổ tên Lan, cô Lan này thì sinh sống tại Mỹ, cổ đã đi về Việt Nam hồi hương. Và sau đó thì trong một cái khoảng thời gian sống ở Việt Nam, bắt đầu nó xảy ra những cái bi kịch này bi kịch kia, khiến cho cổ phải đưa ra cái quyết định đó, lúc này đó là cổ sẽ quay trở lại Mỹ và tiếp tục sinh sống những cái tháng ngày tiếp tục ở Mỹ. Thì cũng xin thưa với quý vị như thế này, ngày hôm nay Thái Võ sẽ không có trực tiếp Thái Võ đọc câu chuyện này, mà đây sẽ là một cái đoạn âm thanh tự động. Nó đã được những trang truyền thông người Việt ở hải ngoại đó, người ta đã ghi nhận được và người ta đã có một cái hệ thống âm thanh người ta đọc cho mình nghe. Thì sau đây Thái Võ xin mời cô bác anh chị có thể cùng lắng nghe qua toàn bộ cái tình tiết của sự việc này đã được phóng viên người ta ghi nhận cũng như là người ta đã kể lại cho mình nghe như thế này đây. Hối hận muộn màng. Chị Lan, một Việt Kiều 63 tuổi, đã sống ở Mỹ gần 4 thập kỷ. Khi chị về hưu, chị quyết định trở về quê hương Việt Nam với mong muốn tìm lại cuộc sống thanh bình nơi quê nhà và sử dụng tiền hưu để sống thoải mái hơn. Chị Lan hy vọng có thể tận hưởng những năm tháng tuổi già tại nơi mình sinh ra và lớn lên, gần gũi với người thân và bạn bè. Ban đầu, cuộc sống ở Việt Nam thật tuyệt vời. Chị Lan cảm thấy hạnh phúc khi được hòa mình vào không khí quê hương, thưởng thức những món ăn truyền thống và tham gia các hoạt động văn hóa. Chị sống trong ngôi nhà mới xây tại một làng quê yên bình, nơi chị từng mơ ước sẽ trải qua những ngày cuối đời. Nhưng không lâu sau đó, những cơn đau tim bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chị Lan chỉ nghĩ đó là triệu chứng bình thường của tuổi già. Nhưng sau một cơn đau dữ dội, chị được đưa vào bệnh viện. Ở đó, chị bị chẩn đoán mắc một căn bệnh nặng về tim. Các bác sĩ ở bệnh viện địa phương không có đủ trang thiết bị và chuyên môn để chữa trị căn bệnh này. Chị cần phẫu thuật gấp, nhưng khả năng y tế tại Việt Nam không thể đáp ứng được. Trong tình thế nguy cấp, chị Lan phải nhanh chóng trở lại Mỹ để nhận điều trị tốt hơn. Chi phí cho việc phẫu thuật và điều trị tại Mỹ là rất lớn. Chị phải sử dụng hết tiền hưu của mình và còn phải vay mượn thêm từ các con. Chị Lan cảm thấy vô cùng áy náy khi nhìn các con phải chịu đựng gánh nặng tài chính vì mình. Tình hình trở nên căng thẳng khi các con của chị Lan phải cùng nhau quyết định làm thế nào để cứu mẹ. Cuộc họp gia đình diễn ra với không khí nặng nề và nhiều cảm xúc. Con đã nói trước đó đừng về Việt Nam mà mẹ không nghe. Con gái lớn của chị, Mai, lên tiếng trách móc. Chúng con đã cảnh báo rằng hệ thống y tế ở đó không tốt như ở Mỹ, nhưng mẹ cứ khăng khăng muốn đi. Chị Lan thở dài, cảm thấy xấu hổ và buồn bã. Mẹ chỉ muốn trở về quê hương, sống những ngày tháng cuối đời ở nơi mình sinh ra và lớn lên. Mẹ không nghĩ mọi chuyện lại tệ như vậy. Giờ mẹ nhìn đi, con trai út Minh không giấu được sự giận dữ. Chúng con phải vay mượn, làm thêm giờ để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Cuộc sống của chúng con bị đảo lộn hết cả. Cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng hơn khi Mai tiếp tục. Nếu mẹ nghe lời chúng con ngay từ đầu, giờ đâu phải chịu đau đớn thế này, đâu phải tốn kém thế này. Chị Lan cảm thấy nước mắt trào ra. Chị biết các con nói đúng, nhưng cảm giác bị chỉ trích và tội lỗi khiến chị không thể thốt lên lời xin lỗi. Sau khi phẫu thuật, chị Lan phải trải qua một thời gian dài điều trị và hồi phục. Các con chị phải thay nhau nghỉ việc để chăm sóc mẹ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tài chính gia đình, mà còn làm tăng áp lực tâm lý lên cả gia đình. Chị Lan cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho các con, và điều này khiến chị vô cùng đau khổ. Trong một lần khác, khi Minh phải nghỉ việc để chăm sóc chị, anh đã không kiềm chế được sự bức xúc. Mẹ có biết chúng con phải hy sinh thế nào không? Mẹ biết con đã mất bao nhiêu cơ hội trong công việc chỉ vì phải chăm sóc mẹ không? Mẹ có nghĩ đến chúng con không? Chị Lan cảm thấy đau đớn. Mẹ xin lỗi Minh, mẹ không muốn các con phải khổ vì mẹ. Nhưng mẹ không còn lựa chọn nào khác. Mai thở dài, giọng dịu đi chút ít. Mẹ, chúng con yêu mẹ và muốn mẹ khỏe mạnh.
nhưng chúng con cũng có cuộc sống của riêng mình. Nếu mẹ không lắng nghe chúng con, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn. Những ngày tháng nằm trên giường bệnh, chị Lan không khỏi hối hận vì đã không nghe lời khuyên của các con khi họ liên tục cảnh báo về những rủi ro có thể gặp phải khi sống ở Việt Nam với tình trạng sức khỏe của chị. Con đã nói trước đó đừng về Việt Nam mà mẹ không nghe, Mai lại tiếp tục trách móc. Những lời nói ấy cứ vang lên trong đầu chị, khiến chị thêm đau lòng và hối hận về quyết định của mình. Chị Lan đã quyết định sẽ không bao giờ quay trở lại Việt Nam nữa, ít nhất là không trong tình trạng sức khỏe như hiện tại. Mỗi khi nghĩ về quê hương, chị chỉ còn biết nuối tiếc và tự nhủ rằng có lẽ chị sẽ sống những năm tháng còn lại tại Mỹ, nơi chị đã dành phần lớn cuộc đời và nơi các con chị có thể chăm sóc chị tốt nhất. Cuối cùng, chị Lan phải chấp nhận sự thật rằng Mỹ mới là nơi tốt nhất cho chị vào lúc này. Với hệ thống y tế tiên tiến và sự chăm sóc tận tình của các con, chị Lan đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Dù lòng vẫn nặng trĩu nỗi nhớ quê hương, chị đã nhận ra rằng ở tuổi này, sức khỏe và sự an toàn mới là điều quan trọng nhất. Những trải nghiệm này đã dạy cho chị Lan một bài học quý giá về việc lắng nghe và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định lớn. Và từ đó, chị luôn nhắc nhở mình và mọi người xung quanh về giá trị của việc lắng nghe những lời khuyên từ người thân yêu. Câu chuyện này không chỉ là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định tương tự, mà còn là sự nhắc nhở về tầm quan trọng của việc lắng nghe và cân nhắc kỹ lưỡng trước những quyết định lớn trong cuộc đời. Như vậy thì quý vị và các bạn đã vừa được nghe qua. Đây có thể gọi là một cái bài ghi nhận được từ những trang truyền thông báo đài của nước ngoài, và ở đây là của nước Mỹ quý vị. Thì nôm na thì người ta ghi nhận được có một cái trường hợp của một cô Việt kiều này, cổ đi về Việt Nam, có hồi hương, có sinh sống, và sau đó thì nó xảy ra những cái bi kịch này bi kịch kia, đại khái ABCD, rồi từ đó thì dẫn đến cái quyết định cô này phải đưa ra một cái sự lựa chọn cuối cùng, phải quay trở về Mỹ để mà trị bệnh, để mà sinh sống tiếp tục những cái tháng ngày cuối đời của mình với con cái của mình thôi, của họ thôi, của cô này thôi. Thì đại khái nó là như vậy quý vị. Và nhìn chung thì ngày hôm nay có thể nói đây là một cái bài chia sẻ Thái Võ xin được gửi đến cho tất cả cô bác anh chị, chúng ta có thể cùng tham khảo qua. Nếu quý vị nhận thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe. Quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những câu chuyện trong những ngày kế tiếp. Bây giờ Thái Võ cũng không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn và xin cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết câu chuyện này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những video, ở những câu chuyện kế tiếp.